ỷ bái liều sứ san thiên mình đi thôi nguyên văn là chúng ta đi thôi dám mần dầu bà trong đó từ dán mân chỉ có nghĩa là chúng ta còn của mân có cả nghĩa chúng ta chúng tôi dán mân dầu bà dám mân dầu bà dán ăn dầu bà bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng chung quyết định vậy nhé một lời đã định Ý yến quấy tỉnh. đăng ký một cái tài khoản facebook rụt sở ý cửa liền su trang họ nhất định khác rồi đúng không Ý tình là bà. Xin đợi chút, dùng cách lịch sự. Chính sao tầng. Chất lượng. chất lượng. Có dự định hay không? Tá bù tả soạn. Nhớ gọi điện thoại thông báo cho chị. 记得打电话通知我。cứ nói tiếng Trung suốt，一直说中文。lại phương pháp này，chỉ d ù g a i á tiếp thông thường còn c o i là đ ư ợ c 日常交流还算可以. Đến giao lưu, người bản địa, lén bẩn xứ, người Việt Việt Nam, chuyển越南语专业 Việt đang ở trong hòm còn đang ở trong vali 还在箱子里。đi ngay，<该>马上去。nhanh lên chút，快点儿。mỏi chân thật，真累脚。tối nay lẩu，今晚吃火锅。 tùy em. Suối biển nỉ. Mình đi thôi, với nghĩa chúng ta đi thôi. Dám dầu bà.